kính chào bà con hôm nay Thế chia sẻ với bà con một cái bộ một cái sản phẩm mới mình dùng kèm vào cái bộ uh, chỉ khô miệng cạo phục hồi tiếng mũ cho những cây bị khô miệng cạo đó thì uh, cái bộ khô miệng trị khô miệng cạo phục hồi tiếng mũ cho những cây cao su nó bị khô thì uh, nó gồm là cái chai hạt ro2 đây và kết hợp với cái chai arigon 620 À, cái liều lượng thì khi mà mình phun á thì à, mỗi thứ mình lấy 50 cc, 50 ml của agro 2 đây à và 50 ml của argon 620 đây. Mình pha với bình 25 lít mình đi phun á. À, thì phun một tuần mình phun một lần. À, và bây giờ có thêm để cho cái thuốc nó ngấm nhanh và khi mà phun nó sẽ đỡ bị mưa rửa trôi rồi á nó gia tăng cái công hiệu lên thì à, bà con dùng cái chai thấm sâu 30 giây đây. Thấm sâu 30 giây. À liều lượng thì bà con dùng là 10 ml cái chai này là 100 ml nha bà con. Bà con dùng 10 ml bà con kèm với à 10 ml pha với 25 lít nước tức là à dùng à 10 ml này à dưới 50 cc, 50 ml ARIGON à, 620. 50 ml à, Acro 2 sau đó bà con pha với bình à, 25 lít để đi phun à, có khi bà con không có bình 25 lít có bình 20 lít cũng được thì liều lượng từ 20 đến 25 lít à, đều được hết nha bà con đó thì à, cái này nó sẽ trợ lực cho cái bộ trị khô miệng cạo của bà con á à, nó sẽ được ngấm à, nhanh ngắm sâu vô nó tăng cái à, cái hiệu quả tối đa lên À, và à, hôm vừa rồi Thế cũng chia sẻ một cái quy trình à, cụ thể để mà trị cho những cây bị khô miệng à, khô hẳn luôn á Thì à, bà con à, trước tiên là bà con nếu có cái dụng cụ để mà đo cái độ pH của đất á Thì bà con à, đo thử coi những cái cây mà nó đang bị bệnh như vậy, bị khô miệng như vậy á Độ pH ở dưới đất là nó bao nhiêu Thường những cái cây đó là độ pH rất là hấp. Ờ, độ pH mà tốt để cho cây nó phát triển khỏe mạnh đó là 5,5 đến 6,5. Nhưng những cây bị bệnh, thậm chí là nó bị vàng, nó sắp chết hoặc là nó chết luôn đó. bà con lấy cái dụng cụ để đo độ pH đó, đem lại ghim xuống đất, một thời gian cái kim nó sẽ chỉ xuống chỉ chỉ số độ pH là chỉ có là khoảng là 4 hoặc 4, mấy thôi tức là nó nghiêng về axit và môi trường axit là môi trường cây trồng nó không thể sống được um, hoặc là nó sống nhưng nó không có cho năng suất gì hết cũng là môi trường là để nấm bệnh đầu nó phát triển đó thì à, để mà một cái quy trình để trị những cái cây có khô miệng để cho nó tăng cái hiệu quả lên gấp nhiều lần đó thì thứ nhất là khi mà bà con phun thì bà con kết hợp thêm cái chai hấm sâu 30 giây này vô nha bà con. Thực ra cái chai hấm sâu 30 giây này nó không có tác dụng trị bệnh hay gì hết, nó chỉ có là trợ lực, trợ à, lực giúp cho cái thuốc à, của bà con nó ngấm nhanh, ngấm liền, ngấm sâu và nó lan rộng ra bề mặt à, giúp cho tăng cái hiệu quả tối đa của những cái phân thuốc mà bà con dùng kèm à khai thác tối đa luôn. Đó rồi à, như vậy thì à, những cái cây mà nó bị khô à, như vậy á những cây mà nó bị khô như vậy thì à, có thể là cái độ pH ở dưới đất nó thấp á. Thì bà con à, mua vôi về á, khoảng 3 đến 5 kg bà con pha nước hoặc là trời mưa ẩm ẩm á bà con có thể là rải trực tiếp bên gốc những cây đó đó. à 3 đến 5 kg xong rồi khoảng khoảng độ à, một tuần sau á thì à, khi mà bà con à, phun thuốc á thì à, bà con phun là bà con kết hợp với 10ml này này, 10 ml này nè 10 ml chai thấm sâu 30 giây dưới à, 50 ml Arigon 620 50 ml Agro 2 à, rồi pha với bình 25 lít mình phun ướt từ góc lên à, khoảng 2 mét rưỡi 3 mét phun đến cái mức mà bà con hết cỡ của bà con phun là được tức là thường là thế chia sẻ với bà con là phun tới chẳng 2 chẳng ba cây cao su á nhưng mà nhiều bà con nói cao quá thì mình phun cố gắng phun được tới đâu càng cao càng tốt rồi xong rồi là bà con dùng khoảng 1 ml Arigon 620 này bà con pha với 2 lít nước Ừ, để bà con à, túi gốc để cho giúp nó nó cái Arigon 620 nó là cũng dạng là phân á phân à, bón hỗn hợp PK à, bà con pha 1 ml à, trên 2 lít nước bà con pha khoảng chừng 10 à, 10 đến 15 10 đến 15 lít nước á để bà con túi gốc à, giúp cho nó 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 diệt những cái nấm bệnh và nó có, nó cũng cung cấp một số chất dinh dưỡng cho cho vào trong đất để cho cái rễ nó hấp thu á và nó diệt nấm nữa vì Arigon 60 thì nó thành phần của nó là nó có gốc đồng mà gốc đồng thì sẽ trị nấm nha bà con trị nứt vỏ xì mũ trị nấm bệnh rồi rất là hay và nó cái Arigon á 620 là nhập từ, từ trực tiếp từ Đức về nha bà con và agro2 thì từ Malaysia về à, thì à, mỗi lần mà bà con phun á bà con đi phun như vậy á tức là một một tuần vừa phun vừa bôi là một lần thế có chia sẻ những cái đợt trước cho bà con á là vừa phun vừa bôi à, bôi thì hãy lấy hai cái hỗn hợp này nè à, với, à, à, với 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 Aro 2 nè mỗi thứ là liều lượng, lượng bằng nhau á à, mình à, mình đi bôi trực tiếp lên cái miệng cạo trước khi bôi á thì mình uh, cạo sơ cho nó một đường một cái đường để mà mình bôi vô cho nó hấm thuốc. Rồi bôi rồi cũng như là phun rồi, vừa bôi vừa phun. Rồi thì uh, sau đó đó thì bà con làm thêm một cái nữa là bà con lấy cái ARIGON 620 này, bà con pha liều lượng mà là 1 ml trên 2 lít nước và con tưới quanh gốc thì uh, cũng là một tuần à, mình tưới một lần à, để cho cung cấp một số dưỡng chất à, giúp cho bộ rễ nó nó hấp thu được đó. Dưới thứ hai nữa là à, nó diệt nấm nha bà con, nó diệt nấm. Nhiều khi à, những cái cây khô miệng cạo á, thì ở dưới bộ rễ nó có cái vấn đề là là bị à, bị nấm nhẹ nhẹ, à, nó chưa cây nó cũng vẫn còn à, xanh tốt nhưng nó, nhưng mà à, nó đã ảnh hưởng với bộ rễ rồi nên nó sẽ à, À, về lâu về dài nó sẽ phát triển à, mạnh lên và nó dẫn đến là khô miệng cạo á thì à, cũng do một số nguyên nhân bị khô miệng cạo là do dưới bộ rễ nó có vấn đề à, và nó cũng diệt à, những cái cái nấm ở trong à, đất á tại vì nó có gốc đồng á bà con và cái nữa là nó giúp cải thiện cái độ pH trong đất của bà con ha nó có tới ba tác dụng là diệt nấm nè À, nâng cao cái độ pH của trong đất bà con lên và nó bồi bổ uh, những cái chất uh, nó là dạng phân, phân bôi nha bà con, nó cung cấp dinh dưỡng cho cái uh, bộ rễ uh, cho, uh, cho cái uh, cao su nó sẽ hấp thu được là nó có ba cái công dụng như vậy á. thì uh, ngày hôm nay thế chia sẻ là kỹ hơn cho bà con là vừa phun, uh, vừa bôi, vừa tưới gốc, tưới gốc á tưới gốc là tưới cho là một cái chai ADIGON 60 này thôi đó thì thấy chia sẻ đầy đủ chi tiết hơn cho bà con và những cái cây mà nó bị khô miệng thì cũng do trong quá trình khai thác của bà con á thì bà con cạo phạm nhiều nè cũng như là phân tro không có không có điều kiện để mà bỏ phân tro mà cứ lấy mũ hàng ngày á lấy mũ cứ cứ điều đặn lấy mũ nên nó về lâu dài nó cũng chịu không nổi thì nó cũng dẫn đến khô miệng thì chính vì vậy thì bà con cũng phải chú trọng là bỏ phân được vô cho những cái cây mà nó có những cái nó bị khô để cho nó nhanh chóng nó hồi phục bởi vì nó có chất dinh dưỡng nó 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 nuôi cây thì nó mới hồi phục nhanh thì thấy cũng có chia sẻ với bà con là cái dạng phân mà tưới gốc á tưới gốc một hecta gồm có là 7 chai à, super 7 kg super humid rồi 20 lít overin và 7 lít đạm cá hồi à, cái đó là phân dạng phân tưới overin đó là dạng phân à, tưới à, của tây ban nha nha bà con những à, cái hàng mà thế chia sẻ là đều nhập à, từ nước ngoài về hết thì một năm bà con kết hợp là tưới là liều lượng bao nhiêu đó và mỗi lần tưới thì bà con như đó là tưới cho một năm nhưng mà bà con cứ 3 tháng là bà con tưới một lần bà con chia ra làm 3 để mà tưới ba lần tại vì mùa cạo của cao su là nó là 9 tháng thì cứ 3 tháng bà con tưới một lần và mỗi mỗi lần tức là bà con chia ra làm 3 phần á một phần bà con pha dưới bao nhiêu uh, ngàn lít nước cũng được miễn sao là bà con tưới được uh, cho nó uh, đều cho toàn bộ những cây trong lô bà con nó, nó đều hấp thu được đừng có chỗ này uh, nhiều chỗ kia ít thế mà con à, đó là liều lượng dùng cho một năm mà uh, pha bao nhiêu nước cũng được bao nhiêu ngàn lít nước để mình đi tố, tưới cũng được ha thì uh, nếu mà uh, tưới được thêm cái phân tưới gốc như vậy thì cái cây nó sẽ mau phục hồi và sau này nó sẽ phục hồi được thì nó cho mũ nhiều hơn và và trong quá trình khai thác thì cây nó vẫn lớn cũng như là nó sẽ nuôi dưỡng cái bộ lá nó xanh tốt trở lại cái bộ lá mà xanh tốt là nó sẽ cho báo hiệu cái mùa đó bà con sẽ có một cái mùa là có năng suất cao cũng như là nó sẽ giúp tăng mũ là tăng độ và trong quá trình khai thác cây nó cũng lớn ha cây nó cũng cũng lớn cây nữa à, còn nếu bà con thì tất cả những cái sản phẩm này à, nếu bà con cần thì bà con cứ liên hệ qua số điện thoại của thế là 0869 0869 317 215 nha bà con À, thế nhắc lại là số điện thoại là 0869317215 nha bà con thì bà con đặt hàng thì à, à, qua số điện thoại à, đó còn à, à, tư vấn à, hay là bà con muốn thấy à, chia sẻ những cái à, cái thắc à, mắc của bà con thì à, bà con à, liên hệ qua số điện thoại là 0932755618 bởi vì số 0932755618 thì số mobi nhiều khi bà con liên lạc cái sóng mobi ở những cái vùng à, nhiều khi ấy vào lô vào rẫy rồi á nó mất sóng thì bà con cứ liên hệ nhưng mà đặt hàng ấy bà con liên hệ qua số điện thoại là 0869317215 ha là thế sẽ gửi qua đường bưu điện gửi nhanh nhất đến cho bà con à, đây là đầy đủ một cái quy trình để à, trị À, để giúp những cái cây khô miệng cạo nó phục hồi lại và những cái cây mà nó khỏe mạnh bà con xử lý như như thế này thì nó cũng sẽ là ngăn ngừa và nó cũng sẽ là bồi dưỡng cho những cây nó giúp những cây nó khỏe mạnh và nó cũng giúp tăng sản lượng như, mà, như, như bà con nó cũng giúp tăng sản lượng à, thì à, À, cái quy trình này nó, nó chăm sóc cái cây cao su này nó cũng giống y chang nó cũng nó cũng rất là tốn nhiều chi phí không giống như là để chăm sóc một vườn sầu riêng nó tươi tốt như vậy á thì cũng mình cũng phải phân thuốc rồi đầy đủ thì à, cao su à, thường là à, thường á bà con trồng cao su thì nào giờ thì à, ít có là mình có chăm sóc kỹ mà thường là À, là mình hay là để tức là để cho bỏ cho nắng mưa tì tì, tì, tì hít đó. tức là ít có chăm sóc hơn so với những cái cây ăn trái khác nên thường nó hay nếu mà um, nó bệnh đó, thì nó hay xảy ra những cái bệnh và à, nên đó, nếu bà con chăm sóc kỹ cho cây cao su thì nó sẽ à, cây cao su thì nó sẽ khác với những cây trồng khác là càng chăm chăm sóc kỹ cho nó thì nó sẽ không có phụ lòng bà con nó sẽ cho năng suất càng nhiều à, khác những cây trồng khác như ví dụ như cây lúa đi cây lúa như bà con mà bón phân mà không đúng tiêu chuẩn á nhiều khi nó tốt quá rồi nó không cho luôn nó không cho bông trái luôn đó bà con rồi video đến đây thì thấy cũng chia sẻ quá dài rồi. Cảm ơn bà con đã quan tâm theo dõi. Kính chào và hẹn gặp lại bà con ở những video khác.